xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Hot ơi là Hot. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay, bầu không khí mọi người ở đang và phim trường đang rất là hot luôn. Tại vì chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau đón chờ một nhóm nhạc vừa mới debut với tên là nhóm Đĩa Thang Hồng. Tên là Đăng Thang. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Đĩa Thang Hồng. Ê, nhưng mà tại sao Hồng lại như vậy à? Thì thích như vậy đó. Ok, thì đây chúng ta là nhưng mà đang live livestream thật đó. Yes. Chứ sao bà? Cho share link đúng không? Vâng, mời mọi người share link cho chúng ta đang mà. Share đây. King Live, chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên fanpage King Live nha mọi người ơi. Cho nên là sao mà vội vàng quá vậy? Mọi người nhớ là hãy tương tác thật là nhiều với buổi livestream ngày hôm nay nha. Ví dụ như là mọi người muốn khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ làm gì, thử thách ra sao. Chứ sao mà nhìn mình già này. Share đi trời, share đi. Chia sẻ này, chia sẻ ở đâu nhỉ? Chia sẻ. Trời ơi, mọi người đợi chắc tầm 15 giây cho khách mời của chúng ta share livestream mình tắt tiếng được không ạ? Không biết quen livestream à? Đây, rồi xong chưa cả nhà yêu ơi? Con đá từ một chút đã. Viết caption nữa, tôi cũng phải share đây này. Viết cap như nào? Không, vô xem thế thôi. Vô xem mọi người ơi. Ừ. Đã được. Chim. Thành viên Hứa Kim Tuyền này lém lỉnh quá vậy. Không biết là Hứa Kim Tuyền ở trong nhóm này thì mình đảm nhiệm vai trò gì ạ? Visual. Đang like mà phải ngừng. Wow. Nào bây giờ mình hãy giới thiệu bản thân. Và mặt từng... nê. Bây giờ từng cá nhân thành viên sẽ giới thiệu bản thân nha. Mời thành viên Hứa Kim Tuyền trước ạ, visual của chúng ta. Xin chào tất cả mọi người, mình là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và mình đảm nhận vai trò visual và mặt nê trong nhóm nhạc Đĩa Thang. Ôi. Ok, visual đây ạ. MC có thể giải thích rõ hơn cho khán giả visual là gì được không ạ? Vâng, mọi người, thành viên visual là thành viên đảm nhận vị trí nhan sắc sắc đẹp trong nhóm, và thành viên mắt ne là thành viên em út của nhóm ạ. Thì gương mặt đại diện. Yes, gương mặt đại diện. Mọi người có thể nhìn thấy thì có thể thấy được là về khi mà làm thành là một ban nhạc ấy, thường là chúng ta sẽ để ý hai cái là hình thức và chất lượng. Thì hình thức coi như thua. Còn lại bây giờ phải nói đến chất lượng thôi, đúng không? Yeah. Mình là Hoa Minzy và mình là trưởng nhóm. Thì trưởng nhóm mình có kiêm thêm vai trò gì không nhỉ? Mình là kiêm tất cả các loại vai trò luôn. Để cứu lại. Okay. Đó, để cứu lại. Còn đây là mình là đội phó của nhóm. Mình là anh Tú mọi người. Gọi là anh Tú thì là ít nói nhất, bởi vì cũng không nên nói nhiều. Tú là main vocalist. Anh Tú sẽ là thành viên là anh cả của nhóm, đúng không? Vâng, rất là vui khi chúng ta, khi chương trình của chúng ta ngày hôm nay được đón tiếp nhóm Đĩa Thang Hồng. Thì không biết là cảm xúc của mọi người khi đến với chương trình Hot ơi là Hot ngày hôm nay là như thế nào ạ? Thật sự là cũng rất là lâu rồi mới nhận lời để tham gia các buổi livestream như thế này. Vì ngoài những cái lần mà mình ra mắt các bài hát với những cái dự án trở lại ấy, thì hầu như là sẽ không bao giờ nhận tham gia những cái đợt livestream này, bởi vì mình cũng sợ là đôi khi mình nói nhiều rồi, nói hớ rồi đôi khi xảy ra chuyện ý, phải sorry. Nên lại phải sorry chẳng hạn. Cho nên là mình cái hôm nay là một cái ngày rất là hiếm hoi, sau khoảng thời gian chắc là cả nửa năm rồi thì Hoàng mới tham gia một chương trình như thế này, thì mình cũng rất là vui và trông chờ xem là chương trình sẽ có thử thách gì đối với mình. Nhiều lắm. Cho nên là mọi người hãy sẵn sàng đi nha. Còn hai thành viên nam còn lại chúng ta thì sao ạ? Vui. Dạ, ok. Nhưng mà đấy là biết lý do vì sao mà Tú không nên nói rồi, đúng không ạ? Nhưng mà thành viên Tuyền út cũng thì... vui luôn. Thì khi mà tự nói được với mình là nhan sắc rồi thì có thể hiểu. Ok. Vâng, thì chúng ta sẽ không làm tốn nhiều thời gian nữa, mình sẽ vào cái phần là khởi động nha mọi người. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa? Chưa. Ok. Thử thách thế hả? Sẵn sàng thử thách thế hả? Hay cái gì? Anh im lặng đi, em đọc anh biết. Ok. Mọi người mình cùng hô hào sẵn sàng nha mọi người. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. định chửi vậy hả? Không. Để đánh yêu thành viên em út được đấy. Tại vì quá là lém lỉnh đi. Ok, chúng ta vào phần warm up đầu tiên, đó chính là phần câu hỏi nhanh. Thể lệ như thế này, có câu hỏi nhanh xoay quanh Hứa Kim Tuyền, anh Tú và Hà Minzy trong vòng 2 phút một người.
không hoàn thành sẽ chịu hình phạt và hình phạt sẽ đến từ các bạn khán giả đang xem livestream. Nhưng mà sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi mọi người trả lời câu hỏi mà chương trình đặt ra, mọi người phải đọc nhanh cụm từ xuân hạ thu đông rồi lại xuân 10 lần rồi mới được nói câu trả lời. Ok? Ok. 10 lần đó. Yeah. Là sao ta? Có nghĩa vậy, bây giờ tôi hỏi em hỏi Hứa Kim Tuyền là sáng nay Hứa Kim Tuyền ăn món gì, thì Hứa Kim Tuyền phải xuân hạ thu đông rồi lại xuân hạ thu đông rồi lại xuân 10 lần sau đó mới được trả lời câu hỏi. Trời. Còn phải trả lời nhanh nha mọi người. Làm vậy chi? Ok. Tại vì tại vì đây là chương trình hot ơi là hot. Ok. 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 Hot muốn làm gì hot. Yeah, hot. Vâng, thì thành viên đầu tiên sẽ là thành viên trưởng nhóm, mời Hoàng Minzy ạ. Đợi em tí nha. Vẫn chưa biết xong nha. Chưa biết xong caption. Vẫn caption. Tại vì thấy đang chưa có nhiều người xem nên mình phải share trang cá nhân nữa. Tại vì cái giờ 16:23 thì thường các bạn đang đi học hoặc là vẫn còn đang đi làm. Nên là không hiểu là mình có thể hỏi là MC là tại sao chương trình lại tổ chức giờ này được không ạ? Mời hỏi biên tập ạ. Tại sao ạ? Dạ tại sao ạ? Nhưng không sao hả Mizzy ơi, tại vì sau khi chương trình này kết thúc sẽ còn có những bản xem lại xong mà còn đoạn cắt các kiểu này nọ cho nên đừng có lo nha. Thời điểm này thì ít thôi nhưng mà lúc mà mọi người đi học về giờ rồi mọi người sẽ xem lại cho nên đừng có lo. Không có lo nha. Không có lo. Thì sẵn sàng vô game chưa ạ? Ok. Ok, nhưng mà đây để cho mọi người thấy cái này hình phạt của chúng ta, ai mà không trả lời được ý thì phải chọn random một cốc trong đây mà uống. Thì lại uống chắc chắn có cái gì không đảm bảo an toàn thực phẩm nha mọi người, những cái này là những cái mà con người có thể uống được. Nước mắm chẳng hạn. Không, ai là ác như vậy. Thôi không có ngửi ba. Nó không có được ngửi ăn gian á. Câu hỏi đầu tiên dành cho Hoài Minzy. Bấm giờ nha mọi người. Khoan, em đọc chốt câu hỏi xong rồi hãy trả lời, hãy bấm giờ. Tức là mình sẽ nói 10 lần xuân rồi xuân. Yes, rồi mới trả lời. Yes. Ok. Cầu hôn đốt Mama Boy đâu không phải là sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Mama Boy. Xuân hạ thu đông rồi xuân 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 Mama Boy. Sai. Ơ, bài gì? Tất cả đều là sáng tác của anh. Lục đục đòi bộ, lục đục đòi bộ mọi người. Nào bây giờ chọn cái đồ uống đi nào. Thôi mày thử thôi mà. Không chơi thật, chơi thật. Thử đâu em. Nào mình thử thôi. Là chữ nhớ mình cháu thì thử thôi mà. Tôi bằng tuổi bà đó bà. Cháu thì thử thôi. Uống một ly đi nào. Chọn một ly nào. Uống nhấp môi thôi cũng được, sương sương thôi. Em ngửi thấy vị gì chưa? Số con bé này hay trúng số ghê. Cho em xin khăn giấy với ạ. Cái gì vậy? Giấm. Nó đắng. Đắng. Nó hôi như là mùi điếu thuốc lào ấy. Không, em nghĩ đây có khi là nước xăm đắng rất là tốt cho sức khỏe, uống xong rất là đẹp da. Em không có đẹp nha. Đâu. Thử đi, tôi thử thêm. No. Thử thôi. Uống đi. Thôi nước xăm đúng rồi, nước xăm đắng. Sướng chân. Ê, nó như cái gì đó pha vô em. Mùi thuốc lào ấy. Phá lấn à? Ờ, không thuốc bắc ý. Ui. Thuốc bắc còn đỡ, thuốc lào ghê quá. Thôi lại. Lại. Dòng lại mọi người đắng quá quên hết câu hỏi luôn rồi. Câu hỏi tiếp theo. Hoàng Minzy sẽ làm thành lập một nhóm nhạc với 10 thành viên, bạn sẽ chọn những ai trong những người bạn của mình? Xuân hạ thu đông rồi lại xuân xuân. Xuân hạ thu đông rồi xuân xuân thu đông rồi lại xuân xuân thu đông rồi lại xuân xuân thu đông rồi xuân xuân thu đông rồi lại xuân xuân thu đông rồi lại xuân xuân thu đông rồi lại xuân xuân thu đông rồi xuân xuân. Đức Mùi thành viên nha. Đức Cửa Kim Tuyền, Anh Tú, Duy Khánh, Hương Giang, Khởi My, Kevin, Thanh Duy, Đại Nhân. Quay xem mình sẽ thành lập được nhóm Hài Quốc Dân luôn mọi người. Nhóm Hài Quốc Dân. Nhóm Hài Quốc Dân. Khoan đã, vai trò của các thành viên. Vai trò của các thành viên. Yes. Men vocal. Không, để xem nào. Men vocal à? Thì sẽ gồm có anh Thanh Duy, chị Khởi My, Hoàng Minzy, Đức Phúc, Eric. 5 người rồi. Ok. Men dancer. Men dancer có Eric. Rất là nhiệt huyết cho mọi người, rất nhiệt huyết. Ai nữa? Hết rồi. Visual. Visual. Visual thì Eric. Thừa Kim Tuyền. Bis. Có anh Tú nữa là men cánh môi.
vitamin là, tức là thêm để cho đội hình nó được thắng, được thành công. Tức là cái ý là được thắng hồi được thắng. Và ý là mỗi một cái đội hình thì thường người ta sẽ phải cho một cái con số hoặc là một cái đội hình mà hơi tâm linh một xíu. Tâm linh đấy thì Tú là đi vào và để thẩm viên đệm thẩm viên đệm, đúng rồi, thẩm viên phong thủy. Phong thủy. Ok, câu hỏi tiếp theo. Phản ứng đầu tiên khi bạn nhìn vào gương mỗi buổi sáng là gì? Nếu sinh đôi bạn sẽ đặt tên con là Xuân Thiên An. Vậy thì có thể chia sẻ tại sao mà Hà Minh Di muốn đặt tên con như vậy? Tại vì là khi mà mình tổ chức đám cưới với chồng mình tại nhà thờ thì mình trước đó thì mình cũng sẽ được rửa tội để theo đạo. Và ở bên đạo Chúa thì mình tức là thiên giống như là ông trời á, ân là ân huệ giúp mình có đứa con đó, còn an là mong là con cả một đời bình an. Rất là ý nghĩa, hay quá. Câu hỏi tiếp theo. Vẫn nữa. Yes. Giờ ok không ạ? Bằng tuổi nhau là dễ chửi nhau. Ê sợ quá. Em quá hiền. Câu hỏi tiếp theo. Hay lắm. Hoa không, xin lỗi mọi người, tại vì mình đang tập trung quá, mình đang tập trung quá mọi người ơi. MC hay lắm. MC mà sao một lần MC uống một ly. Không. Câu hỏi tiếp theo cho anh Tú đây ạ. MV không thể cùng nhau suốt kiếp của Hà Minh Di mất mấy ngày để lên top trending. Xuân Hạ Thu Đông lại Xuân. Sao không phải ok không có khăn cần khăn giấy à? Trời nó lại nhắc rồi đó. Mất 5 ngày. Em ho 5 phát. Khoan đã, từ từ. Không, lại đi. Anh chốt câu trả lời rồi. Chưa, anh chưa chốt. Không, anh chốt. Anh mới nói em thôi. Em ghi nhận. Bên biên tập ngày không? Bên biên tập viên người ta đã chốt em rồi. Em 5 phát mà. Không. Ôi, lớn rồi. Câu trả lời chính xác, xác đó chính là 3 ngày. Em hoi ạ. Là cái tay như vậy. Nghe tiếng ho của à. Em này ít nhất em ví dụ em ho 3 phát thôi. Biết sao là không thể. Em ho 5 phát cũng được. Người ta ho như này này. Em ho 3 phát. Em ho như này này. Anh biết rồi nhưng mà anh lại nghe tiếng ho của em. Không ai nhìn. Anh phải chọn một trong những ly trong đây để mà anh ực thôi. Anh uống cái này nè, cái này là ngửi thấy vị rồi. Uống một cách ngon miệng nha. Ngon miệng nha. Quảng cáo TVC nè. Tuyệt vời. Ok. Tiếp đi. Ly này ly gì vậy ạ? Ly gì không nói. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Ba ca khúc bạn sẽ hát trong ngày cưới của mình. Xuân. Rồi. Ba ca khúc nha. Cô dâu chú rể. Bốn, năm, tàng. Từ từ đã. Cái gì vậy trời? Hết 5 giây rồi. Một bài có bài. Tàng. Hình phạt của anh đó chính là phải ực cái này và hát một đoạn cái bài hát vừa rồi anh vừa mới nói. Ui. Uống đi anh. Trừ ly nãy ra để. Vui qua xa là vui. Nhà trai là bên gái anh ấy cũng cười thật tươi. Cái này là Coca này. Chắc là Coca này. Anh hát nha. Một. Có chắc yêu là đấy, đây có chắc yêu là đấy. Không ơi, kinh ấy, ngửi ghê, không ghê mà không? Hát đi. Chắc không, ông ực cái đặt rồi mới hát chứ, để gì tao nghĩ ông quá. Kinh quá, con kinh lắm ấy. Tao không biết nữa. Em ơi, chị vị, người ta pha linh tinh vào với nhau. Hát không à? Hát hà. Hôm nay anh soi gương, cẩn thận vuốt tóc, mặc chiếc vest, chờ đến lúc gặp em. Ok. Câu hỏi tiếp theo.
cát xê đầu tiên khi đi diễn là Xuân Hạ Thu Đông, Xuân Hạ Thu Đông, tôi lại Xuân Hạ Thu Đông, 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 tôi lại Xuân Hạ Thu Đông, tôi lại Xuân Hạ Thu Đông, tôi lại Xuân Hạ Thu Đông, Xuân là một cái áo. Ủa? Các thầy đi diễn ngày xưa, ngày bé xíu con anh đi diễn mà anh được tặng một chiếc áo. À, một cái áo. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi à? Lúc đó anh bé xíu à, khoảng tầm lớp 1, lớp 2 là cùng thôi, khoảng khoảng đấy thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Tật xấu sẽ ghét nhất khi có người yêu là gì? Xuân Hạ Thu Đông là Xuân Hạ Thu Đông rồi, 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 là thích con gái sáng sớm dậy là phải. Mình không có yêu tú đâu. Không, không có nghĩa là ngủ bị trễ quá ấy. Thế thì cũng không khoảng, được luôn ý. Ví dụ ít thì khoảng tầm 1-2 giờ lo cho sức khỏe thôi chứ không thể nào mà thức đến 5 giờ mà lo cho sức khỏe. Vậy tụi anh cho người ta 5, thức đến sáng 5, luôn đi. Toàn thức đến 5-6 giờ sáng. 5 giờ sáng với 1 giờ sáng khác gì nhau. Rồi ngủ luôn đến trưa là thế là đủ giấc 8 tiếng. Ngủ đến trưa luôn. Chứ mà đã ngủ sớm là 11 giờ hoặc là 9 giờ. Chứ ai mà kêu ngủ mấy giờ? 2 giờ sáng để giữ gìn sức khỏe không cho thức đến sáng luôn. Họ ngủ bây giờ mấy giờ? 11 giờ không? Khoảng 11 giờ không? 2 rưỡi. Biết thức là làm gì không? Làm bánh mà chắc chắn mà. Ôi thật á, làm bánh á. Hoa làm bánh ui ngon lắm, sắp mở cửa hàng rồi. Bánh khúc ruột. Tên nhá, tên là cửa hàng bánh khúc ruột nhá. Tại sao lại là bánh khúc ruột? Hoa bakery nhá. Ủa, tại sao lại là bánh khúc ruột? Nhìn thấy giống cái khúc nhìn ruột. Nhìn giống khúc ruột thôi. Ruột người á? Nó còn ruột gì? Câu hỏi tiếp theo à. Kể ba tật xấu của Hà Minh Di và Hứa Kim Tuyền sau khi làm việc chung. Là không có tật xấu nào hết. Cả hai người luôn. Vậy thì mời Hà Minh Di và Hứa Kim Tuyền có thể chia sẻ tật xấu của anh Tú có được không ạ? Không có tật xấu gì hết. Không có tật xấu gì hết. Không, cái nhóm nào có hòa thuận với nhau. Không, nói thật nha, khi mà làm việc với nhau ấy thì mình cảm thấy là trong công việc cũng tốt, ở ngoài đời mọi người cũng tốt luôn đấy. Mọi thứ luôn đấy. Ví dụ như là tật xấu như này, chia sẻ á, tức là nếu mà một nhóm bạn xã giao ấy nha, thì chúng ta sẽ đôi khi là có những cái hơi khó chịu cái này nhưng mà mình sẽ không bao giờ nói cho người kia biết. Nhưng mà trong ngày ba người là nói hết. Nói chửi hết nhau cũng chửi luôn. Thì vì những lúc mà mọi người chửi nhau thì mọi người sẽ chửi nhau vì cái gì? Ôi chửi loạn lên. Nói chung là nhiều lý do lắm. Không, ý là bình thường không có gì Hoàng cũng chửi thôi. Ý là đó là sở thích. Mà chửi ấy, ban qua bên cánh trái một tí xong ban qua bên cánh phải. Chửi cho cả một phim trường nghe chơi vậy đó. Không, nói chung là mình là nhóm trưởng nên là mình lúc nào cũng muốn sốc lại tinh thần của tất cả mọi người hết. Nên là cái việc mà đôi khi có những cái mà mình phải làm như thế để mọi người có thể quay trở lại cái trạng thái ban đầu. Nói chung trong cái chương trình mà Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân á thì nó đẩy mạnh cái là âm nhạc. Đúng và rồi. Cho nên là những cái giống như là drama hay là những cái đôi khi mọi người chỉ cần bị tuột mút một tí thôi là lên hình nó sẽ dễ bị khiến cho khán giả có cảm giác là chương trình này đang lợi dụng mấy cái tình tiết drama để câu view hay gì đó. Thì mình không muốn cái đấy. Nên lúc nào mà mình nhìn thấy là chuẩn bị có cái đấy rồi là mình sẽ chửi loạn hết cả lên. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là để mọi người gọi là quên mất đi thôi. Không, mọi người quên đi mất cái mọi người đang bị gặp phải á. Thế mọi người tự nhiên vui lại. Wow, đúng là một người nhóm trưởng nha mọi người ơi. Ngon, thấy người ta mới nói là chửi bậy đôi khi cũng không phải là xấu. Đúng rồi. Nếu nó đặt được vào đúng tình huống thì nó là tốt. Mà không hề có những cái tật xấu như là đi trễ hay là kiểu ăn nhiều nha, ăn nhiều ngủ nhiều cái kiểu đó. Bọn mình là lúc nào cũng đi sớm hết, lúc nào không hề bao giờ. Nếu mà có thì sẽ báo cho nhau biết là lý do là sao, chẳng hạn như là người này bệnh hay là người kia bệnh. Không, đó là phong cách của những người chuyên nghiệp á mọi người. Đúng. Cái này đúng này, không sai nha, không hề sai nha. Biết. Vâng, xong phần của anh Tú rồi, chúng ta đến phần của Hứa Kim Tuyền. Câu hỏi đầu tiên. Hà Minh Di và Amy đều có con gái và đều muốn gả cho con trai của Hứa Kim Tuyền. Vậy thì bạn sẽ chọn ai làm thông gia với ai? Xuân Hạ Thu Đông này, rồi lại Xuân. Cái này nói giọng Bắc Xuân nha. Xuân Hạ Thu Đông đang rồi nghĩ, lại đang Xuân. Nghĩ, đang nghĩ là à, Amy cũng giọng Bắc. Trời ơi, Xuân ngồi Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Nhà em có nhiều biệt thự lắm. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Mỗi Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Xuân Hạ Thu Đông. Nhà em bị giàu lắm. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, để hai đứa mỗi gả mỗi nhà con. Wow. Tính hết rồi. Trời, tôi tính cả rồi. Cả rồi. Mọi người, lần tới mình phải đọc nhanh nhanh nha. Muốn đọc nhanh phải không? Đọc nhanh nha.
ok. Em cái câu trả lời tức á. Em tưởng là sẽ chọn kiểu này nọ xong rồi giải thích các kiểu này nọ đầu trai xong cái đẻ. Ủa, hai mình, đứa mình đẻ được mà. Lỡ bây giờ đẻ một đứa con trai đứa con gái thì sao? Thì kêu bên đây nó đẻ thêm đứa nữa. Ê, ê dễ mà em. Đẻ không có dễ nha. Cửa sinh là cửa tử nha. Ok, câu tiếp theo. Nếu được bạn muốn có siêu năng lực nào? Sơn. Có thể linh hoạt giới tính của người. Tại vì á hả, tất cả những cái gì mà biết bay, biết tài hình mọi người á hả nghĩ hết rồi. Tôi muốn linh hoạt giới tính, lúc tôi làm người này, lúc làm người kia. Cũng ok, cũng là một cái siêu năng lực khá là hay. Đúng, mà kiểu mình làm vừa có thể làm diễn viên nữ, vừa làm diễn viên nam, vừa làm nam nhạc sĩ, nữ nhạc sĩ, nam nữ nhạc sĩ. Wow, hay phết đó chứ nhỉ. Hay hay không, câu này cũng là một câu khá hay, thú vị. Tiếp theo ạ. Tú ơi, cũng quá ước đấy ra. Có ào ước lắm, thấy thích lắm nè. Cười dữ. Người ta thấy đáng yêu thì người ta cười. Đúng, hay hay hay. Ok, câu hỏi tiếp theo. Comment khó nghe nhất mà bạn đã từng nhận được là gì? Nhạc sĩ gì mà mập dữ. Body shaming. Yeah. Emma confirm là ngày xưa Hứa Kim Tuyền, Emma chơi khá là thân với Hứa Kim Tuyền ngày xưa, thì Hứa Kim Tuyền ngày xưa cũng hay rất là tâm sự với Emma là mẹ giờ này tao mập quá à. luôn luôn thấy mình mập, nhưng mà sau một thời gian dài Emma không gặp lại Hứa Kim Tuyền, thấy Hứa Kim Tuyền rất là slim, thin. Nhưng phải gầy hơn nữa. Không, vậy thấy ok. Thật ra thì á, thật ra cái việc mà mọi người comment về cái âm nhạc của mình á, nó không làm mình tổn thương, tại vì biết là mình chưa làm đủ hài lòng mọi người. Nhưng mà thật sự những cái mà có thể khiến mình khó chịu á là cái việc mà mọi người body shaming, mà cái đó rất không liên quan á. Nhạc sĩ thì mập có liên quan gì với nhau, mà nói nhạc sĩ gì mà mập dữ. Thì cảm thấy mình tức là bởi vì cái đó nó không liên quan, chứ không phải là kiểu mà mình tự ti về bản thân mình. Vậy thôi. Thôi đừng có quan tâm những cái thành phần toxic nữa nha. Câu hỏi tiếp theo. Thức dậy sau một đêm say xỉn và thấy kế bên bạn là người lạ, bạn sẽ hỏi tên gì ạ? Thì người lạ mình phải biết tên trước. Gồ vào. Đúng rồi, mình phải biết tên. Tên này gồ vào lắm. Wow. Mình phải biết tên, mình phải respect người ta trước. Ok. Sao vậy được. Ok, câu hỏi tiếp theo. Chưa hết nữa. Câu cuối cùng rồi bé. Ok. Ủa sao ra chương trình mà sao hay xài xể chương trình quá. Người ta quý người ta mới cho nhiều câu hỏi. Ok bạn. Đúng không bé? Ok bạn. Câu hỏi tiếp theo. Lần nổi giận gần đây nhất là vì chuyện gì? Hai bài này đổi bài. Ở trong chương trình Xuân Hạ Tôi Đông rồi này xong. Ê, không đổi nữa. Mặt cấu vào. Quá, thật hả? Ê, không đổi nữa. Không vậy nè. Không có đổi nữa. Mà gắt hơn mặt căng hơn đúng không? Nãy cười cười miếm miếm rồi. Tức là như thế này, mình làm bản phối rất là mệt. Mà lúc mình báo bài thì đổi ngay từ đầu, nhưng không, để tới lúc xác rồi mới đổi. Không có đổi bài nữa. Không có đổi bài nữa, nhưng mà sau này quen với chuyện đổi bài rồi. Đã quá quen rồi. Đổi ngay trên sân khấu luôn. Đúng, đổi ngay trên sân khấu. Không cần phải bản phối luôn. Nhiều khi diễn xong rồi, nói, giờ muốn hát thêm, ok hát. Ok, lên luôn. Vâng, chúng ta xong phần warm up khởi động rồi mọi người ơi. Phần tiếp theo chính là phần này rất là mệt, tại vì phải nói Xuân Hạ Tôi Đông rất là nhiều lần đấy. Vậy mới warm up đó bé. Ok bạn. Câu hỏi phần tiếp theo đó chính là Q&A. Khi mà mọi người đến với show Hot and Hot ấy, thì trước khi mọi người đến đây thì chương trình của chúng ta đã đi vòng quanh để mà tập hợp những cái tiếp báo nè, những comment nè, những cái bài review về mọi người nè, xong rồi tổng hợp lại đây. Và bây giờ em đang chuẩn bị đọc những cái tiếp báo. Và nhiệm vụ của mọi người đó chính là mọi người hãy thấy mấy cái bảng reaction trên đây không? Mọi người hãy chọn xem, tí nữa Emma đọc xong cái tiếp báo nào thì mọi người hãy chọn cái reaction trên đây để thể hiện cảm xúc của mình. Ok. Sau khi mà Emma đọc xong mỗi người cái hả? Ừ đúng rồi, nếu mà trùng thì mình nắm tay nhau. Ok. mình vàng ra nè. Đây chính là mặt ngoài nè. Đây là mặt ngoài nè. Ok, tiếp báo đầu tiên, tiếp báo nhẹ nhàng thôi mọi người ơi. Hòa Minzy, anh Tú, Hứa Kim Tuyền rủ dàn sao V-pop startup hát rong rong show Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Cái tiếng nói gì vậy? Dấu chấm dấu phẩy nói gì? Rong rong hả? Rong rong. Rong rong là gì nhỉ?
Thôi đọc lại nha. Hòa Minzy, anh Tú, Hứa Kim Tuyền rủ dàn sao V-pop startup hát rong rong xô xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Ai vậy nhỉ? Ủa là sao bạn? Ý là giống như có một cái rong đúng không? Rồi like. Đúng rồi. Đúng rồi. Là trong chương trình này nó cũng giống như là đi hát rong, là bọn mình sẽ tới những cái nơi bất kỳ, ví dụ như là một bãi cỏ ở ngoài công viên hay là một cái sân trường học bất kỳ để bọn mình hát. Đúng rồi, một địa điểm bất ngờ luôn đấy. Và đây chính là ý tưởng làm nên show này đúng không mọi người? Đúng rồi. Vậy thì sau khi mà mọi người khán giả người ta hay bảo là nghe cái tên show là Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân thì nó có vẻ hơi khá giống với một bài của bé Amy thì mọi người bảo là không biết là có sợ bị trùng ý tưởng với nhau không hoặc là có bị sợ khán giả sẽ bị nhầm lẫn không? Cái này trong chương trình của bọn mình quay trước khi cả Amy phát sóng cái series gọi là không ra sau cái bài Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Không, ý của mình là cái bài đó là của Tuyền luôn mà đúng không? Thì tất Hòa nghĩ là khi mà mọi người lên cái ý tưởng chương trình ấy thì mọi người đã nghiên cứu từng nhân vật để tham gia rồi. Và khi mà chọn đến Hứa Kim Tuyền thì có lẽ Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân là một bài hát mà để gợi ra cho mọi người một cái ý tưởng. Với cả nữa là theo anh cái tiêu đề của chương trình ấy nó cũng là một cái gì đấy, ví dụ qua một năm mà mình sẽ khởi đầu mới, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân mà, thì nó cũng có ý nghĩa cả. Thế cho nên là mọi người đã quyết định là lấy tên đó. Mà cũng hay cái là bài của Amy cũng là bài Xuân Hạ Thu Đông rồi Xuân của chính Tuyền biết luôn. Anh cảm thấy cũng cái cả đang kiểu okay. Dịch Covid ấy nên là mọi người cũng muốn là giống như một mùa xuân hạ thu đông, cả một năm trôi qua rồi thì dịch nó vẫn còn đang hoành hành như thế, thì mong là rồi lại xuân thì nó sẽ khởi sắc thêm nhiều điều mới mẻ hơn qua những cái âm nhạc của chương trình. Đúng rồi, học sinh giỏi văn không đó. Tiếp theo là mọi người, thì em Ma thấy là mọi người bảo là bên Hàn đã có một chương trình format cũng hơi na ná như vậy, là chương trình Begin Again. Thực ra là chương trình của bọn mình là PD là người Hàn Quốc. Thì vì không biết đây là điều trùng hợp hay là sao ạ? Khi mà bọn mình nói chuyện với cả ekip thì nói chung là mọi người cũng có chia sẻ rằng là cái ý tưởng thì tất nhiên nhá, cái quá trình của ekip người Việt Nam thực hiện nó sẽ khác và không gian bối cảnh tất cả mọi thứ nó cũng có sự khác biệt, nhưng mà là Hoàng nghĩ là mọi thứ nó đều là nguồn cảm hứng. Tại vì ấy, cái việc mà hát ở ngoài đường gọi là hát buskin á, nó rất là phổ biến ở cả Hàn Quốc ở nước ngoài. Thì cái việc mà những cái show truyền hình thực tế để các ca sĩ nghệ sĩ ra hát buskin cho khán giả nghe nó là chuyện rất là bình thường ở nước ngoài. Với cả thì ngoài chương trình tụi mình có một cái điểm đặc biệt, đó là ngoài cái những cái performance tụi mình trình diễn ở ngoài đường á, còn cho khán giả thấy là trong cái quá trình tập luyện bọn mình chọn bài ra sao, rồi bọn mình phối khí tập luyện với nhau như thế nào để mọi người thấy được những cái behind the scene của những cái buổi biểu diễn nữa. Nói chung là giống như là mình đi ăn món Hàn Quốc ở bên Hàn á, thì về Việt Nam mình ăn món Hàn Quốc ở Việt Nam thì cảm giác nó lại gần gũi cái hương vị hơn. Nó là như thế. Tức là không phải là xào nấu đi xào nấu lại mọi thứ ở trên thế giới để làm ra phiên bản ở Việt Nam, mà ở Việt Nam này mình muốn tạo ra một cái chương trình thực tế về âm nhạc, và không chỉ là cho mọi người xem những cái phần trình diễn mà muốn cho mọi người hiểu được là những cái góc khuất phía sau của những người nghệ sĩ để làm ra những cái tiết mục âm nhạc sẽ như nào. Kể cả về tập luyện này, kể cả về thời gian mình phải cân đối với cả nhau để mà làm thành một cái show, đâu có phải là lúc nào cũng bị tập trung quá đâu. Tất cả mỗi người phải có một cái việc riêng nữa, sau đó phải tập hợp làm việc với cả nhau, mọi người quay lại những cái quá trình đấy khá là thú vị. Vâng, vậy thì mọi người cũng khán giả cũng đang rất là thắc mắc, đó chính là không biết là cho tới bây giờ thì nhóm nhạc Đĩa Thang Hồng đã quay ở bao nhiêu tỉnh thành ở trên khắp cả nước rồi. Hiện tại thôi. Hiện tại thì ở series là mùa 1 á, thì chương trình mới quay và thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và cái này cũng là một cái mà sau khi kết thúc chương trình thì bọn mình rất là nuối tiếc, bởi vì với một cái format hay như thế này thì nhẽ ra là nó có thể đi nhiều nơi hơn. Và đến với những nơi mà ít được gặp các nghệ sĩ nhất. Thì Hoàng nghĩ là nếu mà có mùa 2 và Hòa vẫn được đồng hành cùng chương trình thì Hòa mong là sẽ được đến những nơi, bởi vì Hòa là nghệ sĩ và đặc biệt là ca sĩ thì mình sẽ hiểu rõ nhất là fan thì ở những cái tỉnh thành xa rất khó có thể gặp ca sĩ. Nên là mong là nếu có mùa 2 thì sẽ được đến gần hơn với quý vị khán giả.
Vậy thì mọi người có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn khi mà mọi người làm nên mùa 1 này được không ạ? Khó khăn hả? Khó khăn. Về âm nhạc chút nha. Về khó khăn thì là thật ra cái mọi người thấy trên TV là một tuần là một tập và cứ hai tập thì nó là một show, nhưng mà thực chất thì bọn mình quay cả chương trình chỉ trong vòng có một tháng thôi. Thì khối lượng công việc mà 10 tập. Đúng rồi. Quay 10 tập mà quay trong vòng một tháng. Quay trong vòng một tháng thì là cái khối lượng tổng số lượng bài mà Tuyền phải chuẩn bị cho cái show này là 50 bài hát. Thì là phải vừa tập, đúng rồi, liên tục, tức là cách mỗi số chỉ có khoảng 2-3 ngày thôi. Thực ra là 60. 60. Xong bỏ đi 10 bài. Ừ, đúng rồi, nhiều bài bỏ lắm, phải tầm 60 bài. Thì tức là phải vừa hòa âm phối khí, vừa phải làm việc với ban nhạc, vừa phải tập với các bạn, rồi mình phải đi tìm khách mời nữa. Và làm việc với khách mời nữa thì thực chất nó rất là stress trong cái giai đoạn đấy. Nhưng mà overall thì tại vì cũng là mọi người quen với lại cái guồng làm việc này rồi. Với cả là mọi người cũng rất là thông cảm nữa, cho nên là chất lượng chương trình nó cũng rất là tốt và đảm bảo. Vậy thì ngoài cái việc là mình khó khăn trong việc bài hát xong rồi quay các kiểu hay nọ, thì không biết là địa điểm và lúc quay các kiểu có gặp khó khăn gì không mọi người? Hoàng nghĩ là tưởng chừng như là mưa là cái gì đó không có được thuận lợi ở những cái chương trình mà ở ngoài trời, và đặc biệt là không có gì che chắn hết. Nhưng mà cuối cùng thì những cái hạt mưa mà bọn mình nhận được ấy thì nó lại là những cái cơn mưa phùn thôi. Nên là ekip lại làm BD lại là người Hàn Quốc, nên là thường sẽ chuẩn bị rất là nhiều những cái ô trong á. Và khi mà bọn mình hát á thì ở những cái ngoài những cái nơi công viên mà có dạng công viên mà có cái đồi cỏ cao như này, thì khi mà mọi người đứng trước mặt bọn mình và cầm ô che trong cái thời tiết mưa phùn rất là lãng mạn. Và bọn mình hát những cái ca khúc đấy thì do Tuyền phối thì rất là hay và mới, nên là bọn mình cảm thấy thiên nhiên rất là kiểu là ưu ái cho cái chương trình này. Chậm vía. Nhưng mà nha, cũng lo nha. Lo tự nhiên một ngày tự nhiên mưa to một cái, không biết phải xoay sở như nào luôn. Bởi vì là không gian tất cả đều là ở ngoài trời ấy. Nhưng mà rất may mắn là chỉ mưa li ti hai lần. Hai lần mưa li ti. Một lần tập 1, xong rồi còn một lần nữa sau cuối. Đúng luôn. Nhưng mà có cái mà khó khăn nhất đối với Hòa thì, và cái điều tiếc nuối nhất đối với Hòa là đến tận tập cuối cùng thì Hòa mới có sức khỏe tốt ấy để hát ý. Còn lại thì tất cả các tập, tức là tất cả các tập từ tập 1 đến tập 7, tập 8 là bị viêm họng và bị gọi là tiêm, chắc là chích đủ 15 mũi luôn á. Chết mà nguyên một cái đùi máu, có máu không luôn. Tức là sức khỏe của mình, tức là như Tuyền vừa mới chia sẻ là khi mà chương trình quay chỉ trong một tháng thôi với 10 tập thì bọn mình không có thời gian để nghỉ, và cũng như là không có thời gian để mà hồi phục lại sức khỏe. Thì lại phải quay tiếp. Và tại vì em cũng là ca sĩ nên em sẽ biết được là khi mà mình hát thì cái cổ họng là cái quan trọng nhất. Đúng rồi. Quả họng bị viêm họng thì không còn cách nào khác, mình đành phải đi gọi là đi chích, thì nghe hơi ghê, tức là đi tiêm để có một cái gọi là giống như cái doping gì đấy để giúp cho mình lấy lại được cái họng. Thế là khó chịu quá, không biết luôn. Nếu mà mọi người không chia sẻ thì Mai cứ tưởng là quay máu đỏ hết cả chân Hoài luôn mà. Mà sau cái đợt đấy, sau Rap Việt anh cũng đi diễn nữa, xong rồi cũng lại tập luyện với cả chương trình nữa, nói chung là cũng mệt. Nhưng mà anh được là được một cái là Tuyền ấy, Tuyền cũng bao quát, Tuyền cũng ngồi căn bản phối, căn các thứ cho hai anh em, cho Tú với cả Hòa. Rồi Hòa thì cũng bị bệnh như thế nhưng vẫn cố gắng nha. Và sau đó cái nối tiếc đúng chính xác là cái ngày cuối cùng, là cái ngày tiếc nhất. Khi mà cả ba càng ngày càng hiểu nhau hơn, càng quý nhau hơn, và càng răng với nhau ấy, như kiểu là càng muốn làm việc với nhau ấy, thì tự nhiên đùng một cái dừng lại một kiểu không muốn vẫn muốn hát, vẫn muốn hát, ba anh em vẫn muốn là được hát nữa, nhưng mà cuối cùng chương trình phải hết. Cái thời điểm mà dừng lại đó chính là cái thời điểm mà tất cả các bạn fan ấy cầm cái đèn ấy, đèn flash ấy. Lần đấy gọi là lần cuối của chương trình. Các bạn sinh viên á, các bạn sinh viên. Trời ơi, tiếc. Nối tiếc luôn ấy. Bởi vì mà mình cũng phải cảm ơn rất là nhiều, vì nếu không có các khách mời mà chương trình mời tới ấy, vì các khách mời thì sẽ được bất ngờ mà chương trình gài vào. Mà khi mà mọi người biết vị Họa bị bệnh chẳng hạn thì các chị các anh sẽ kiểu là đỡ cho. Các khách mời thì toàn như là giọng ca khủng ấy. Nên là mọi người mà xem chương trình thì sẽ không có cảm thấy bị hối tiếc cái quãng thời gian mà mình xem đâu. Real luôn đấy, hotline. Hotline 100% hết nào. Lỗi lầm như nào có hết trên đấy. Vâng, rất là touching và rất là ấm áp luôn á mọi người. Thì bây giờ em sẽ đọc tiếp theo nha. Hà Minzy khoe nhan sắc 10 năm trước cùng anh Tú, không quên cà khịa đôi chân mày của ông anh thân thiết. Anh Tú thì sao? Phẫn nộ. Phẫn nộ. Mình like cho nó máu. Ủa, em tưởng anh phẫn nộ mà, lúc đầu thấy cầm cái bản phẫn nộ tính mà. Tính rồi đấy, nhưng mà anh nghĩ không.
cái này bây giờ ấy, kiểu mọi người trêu nhiều quá rồi mình cũng thấy là mình cũng thấy đáng yêu, không vấn đề gì hết. Thật ra cái cặp chân mày của anh Tú là một cái tai nạn. Là tại vì ngày xưa là anh Tú bị dụ đi cạo hết chân mày để xăm nguyên một bộ chân mày khác luôn. Để cho tướng số này kia phong thủy lên. Đã lên thật. Lên thật. Em ơi ngày hồi là em vào thi học viện ngôi sao ấy, xong cái là anh làm luôn đấy, anh bị luôn như thế đấy. Và phải sửa không biết bao nhiêu lần luôn, bởi vì quá. Chị làm như cậu bé bút chì luôn. Chị bảo là thế này, nguyên văn là cậu bé bút chì dễ thương. Ui thiệt mà, cô giáo cũng bực, cô Hương ấy, cô bực mà nha. Tự nhiên dẫn bạn đi làm, cái xong bạn bảo Tú ơi, tao nghĩ là mày làm đi, cũng đẹp đấy. Nói chung là làm á, đi diễn không cần phải làm gì hết. Hồi đấy trẻ con đâu biết cái gì, đâu có hiểu. Con trai nữa hay là con trai nữa. À thế là đi diễn không cần phải kể, không cần phải làm gì à? Ừ không cần đâu. Thế là nghĩ nó đơn giản mà. Làm luôn xong cuối cùng díu xuống cái như này. Kiểu trũng xuống như này này. Chết mất. Hòa nhìn thật kỹ nhá. Có một cái màu ở đây này, xuống dưới tận này, xuống dưới tận khóe mắt mọi người ạ, mà không hiểu là chính là em nghĩ chân mày như cái cổng chào. Không, em nghĩ nó không phải là cậu bé bút chì xin đâu mà là hai cái đao. Hai cái đao ấy. Nó vòng này này, nó vòng cung này này. Cổng chào. Cổng chào. Cổng chào đám cưng. Tẩy không biết bao nhiêu, anh đau dã man nha mọi người, nó đau lắm. Bây giờ mà tẩy hết ấy thì chỉ sợ là kiểu nhìn nó sẽ bị trắng vài cái. Thế cho nên kiểu nhiều lúc cũng sợ, nhưng mà sẽ phải tẩy thôi. Không, nhưng mà chậm vía bây giờ rất là đẹp trai rồi. Cho nên là ok la, chậm vía. Cảm ơn. Cũng tìm tìm chích chích. À, cái gì vậy? Em đùa đấy. Nhưng mà cái này mình đang livestream. Đây, Hứa Kim Tuyền ơi, có một câu hỏi dành cho bạn nè. Vì sao lại là Hà Minzy, anh Tú mà không phải là bất kỳ ai khác? Ừ, tại nhà sản xuất mời. Hà Minzy. Hello bạn. Hà Minzy, cái câu không câu hỏi là hơi mang hướng hơi bị tròn đùa đùa một tí thôi nha. Có phải là vì ế xô do dịch cho nên là bạn mới nhận lời tham gia show này đúng không? Cái này là thiệt. Không thì không phải, sau khi mà gặp gỡ ekip rồi và biết được format rồi á thì tức là mời tới để xem là mình có tham gia hay không. Nhưng mà sau khi tham gia và gặp gỡ rồi thì mình mới quyết định, bởi vì mình nghe được cái format rất hay và mình đã chờ đợi vào cái cảm giác này rất lâu rồi. Vì bây giờ ấy, thường là mọi người sẽ đi nghe ca nhạc, nhưng mà mọi người sẽ đi xem ca nhạc nhiều hơn ấy, là mọi người sẽ nhìn nhiều hơn là để ý được mình hát. Nhưng mà ngày xưa khi mà Hòa vẫn chưa là ca sĩ nổi tiếng á thì những cái người yêu thích giọng hát của mình ở những cái phòng trà quen á thì mọi người chỉ đến để nghe mình thôi. Và với những cái format chương trình như thế này thì Hòa nghĩ là mọi người gọi là sẽ tới và là tự dưng nhìn thấy Hòa Minzy đây, nhưng mà với không có cái sự chuẩn bị là hôm nay tôi đến đây để xem Hòa thì mọi người sẽ lắng nghe cái giọng hát của mình trước. Thì đấy là cái mà Hòa nhận lời. Ở đây ekip chương trình cũng rất là thắc mắc, đó chính là nếu vậy thì chắc là cát xê cao lắm. Không nhá. Bằng 1/10 nhá. Wow, vậy là nhưng đam mê. Nhưng mà vẫn tham gia. Đam mê. Tức là một show 1/10 là nguyên một chương trình là bằng một show của Hà đó. Đúng rồi. Wow. Mà rất vất vả. Với mình đi diễn thì có chỉ có 3 bài hát thôi. Là bằng cả 10 tập này rồi. Nhưng không sao mình ra được một chương trình rất là dễ không, thương. Không thì nói chung là mình suy nghĩ nó rộng ấy. Dễ thương lắm. Câu hỏi tiếp theo là cho Hà Minzy và anh Tú nè. Thực ra nếu không có show Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân thì chắc ít ai biết được là Hà Minzy và anh Tú đó là bạn bè chơi với nhau 10 năm rồi. Thì cả hai có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian ở trường học lúc mà hai người học chung với nhau trước đây được không? Chắc 20 phút nè. Nói chung là hai đứa mình là hai con điên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Con không, điên là... Nhưng mà thật ra tôi cứ tưởng là anh Tú là trầm lắm ấy chứ. Không. Con điên tức là một cái cụm từ rất là đáng yêu mà các thầy cô, các bạn dành cho ấy. Tức là bọn mình nghĩ đáng yêu thôi chứ không biết mọi người nghĩ như nào. Nhưng mà ý là ngày xưa khi năm 2011 ạ. Năm 2011 tức là đầu cuối năm 2010 và đầu 2011 thì bọn mình bắt đầu gặp nhau ở cùng một lớp thanh nhạc trung cấp tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thì hai anh em có học cùng nhau. Thì nói chung là bắt đầu quen nhau từ đấy và tất cả những cái buổi nào học thanh nhạc kết thúc của anh Tú đều cõng Hòa từ tầng 4 xuống tầng 1. Cõng và vừa đi vừa hát với nhau hai anh em yêu thế, dễ thương quá vậy. Tức là rất là mộc mạc luôn ấy. Nó mộc mạc mà kiểu gần gũi ấy. Nhưng mà ở trong này nha mọi người nha, thấy cái sự cõng nhau ấy rất là kỳ. Không, thật ra tôi thấy dễ thương, em thì em thấy dễ thương. Dễ thương lắm. Dễ thương mà. Mình cõng nhau đi.
cõng dài dòng đúng không ạ? Không không. Nghĩa là ngày thì hai anh em cứ cõng nhau như vậy, mà ngày xưa giống như khi mình bắt đầu trở thành sinh viên á thì không có phấn son, không có trang điểm, không có tóc tai để ý gì gì hết. Nhưng ý là bắt tóc đầu bầm người với máy ngố nữa thì ý là vì không để ý nên mới để cái tóc này. Nhìn nó rất là buồn cười, nhưng mà hai anh em chung là chơi với nhau không không có tan tính, không có vì bất cứ một điều gì hết. Và đi đâu cũng gọi nhau, đi diễn ở đâu cũng gọi nhau, rồi đi thi từ trường này sang trường khác cũng gọi nhau hết và cùng trượt với nhau luôn. Thế nhưng mà ngày xưa lúc mà cõng nhau như vậy có bị mọi người trêu chọc là hai đứa này yêu không nhau không? Mọi người hưởng ứng không? Không không, vì bọn mình quá là điên đi, không ai mà nghĩ. Nhưng mà mọi người cứ chạy theo bọn mình, vì bọn mình cõng nhau bọn mình đi xuống trước thì mọi người sẽ đi phía sau, mọi người cứ vỗ tay theo bọn mình. Hát nha, hát nha bọn mình, cõng nhau nhảy bọn mình sang sớm đi bắt cua đồng đi ta diều, vì bọn mình cứ hát thế. Thế là mọi người cứ đi đằng sau trong lớp á, là cứ cổ vũ như vậy. Đáng yêu à, cả lớp luôn. Vui là vui luôn đấy, bao nhiêu cái kỷ niệm hai anh em với cả nhau, đi diễn cùng với cả nhau này, xong rồi đi chơi với cả nhau. Nhưng mà bẵng một cái thời gian đó chính là Hòa khi mà vào trong Sài Gòn rồi, bởi vì anh hiểu, anh thừa hiểu là cái sự nghiệp lúc đấy rất quan trọng. Thế nên không thể nào mà mình cứ bắt là em phải nói chuyện với cả mình này cái kia nọ. Nhưng mà bây giờ mình đã quay trở lại với cả là mình cũng nhờ chương trình này ấy, hay mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh cảm thấy vui điều đấy. Anh Tú, anh hãy khai thiệt đi, hồi xưa đi học anh có đã bao giờ từng crush Hòa Minzy chưa? Crush Hòa Minzy hả? Anh thương Hòa, anh thương mà, thương thật mà, thương một người em luôn đấy, đi đâu cũng có nhau mà. Crush thì không 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 phải, nhưng mà người ta sẽ cắt cái đoạn anh thương Hòa thôi. Ok ok, cắt như nào cũng được. Không, bọn mình hiểu hết tình cảm, tức là hai anh em nhìn nói chung là không có chuyện là tiến tới xa được. Nên là cái cách mà hai anh em đối xử với nhau là đúng kiểu như là đôi bạn tri kỷ luôn. Anh em đấy, đúng anh em đấy. Vâng, thì cho nên là bây giờ chúng ta có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho đôi bạn thân đó chúng ta, đó chính là hãy hát lại ca khúc đầu tiên Hòa Minzy, Anh Tú song ca vào 10 năm trước. Ô, nhớ làm sao được trời. Nhưng mà có những bài mà mình song ca rất nhiều. Thuyền anh ra khơi khi trời chân mới ưng hồng. Hát nhạc đấy mà. Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi, mưa nắng áo hồ em đoàn thuyền hai ông cánh bay. Anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi. Ơ hò, ơ hò đó. Wow, hay quá. Woo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mà muốn minh họa giùm luôn. Chèo thuyền đấy đúng không? Chèo thuyền, chèo thuyền, chúng tôi chèo quá trời chèo. Lấy chèo để. Chúng ta đến với tiếp theo. Hòa Minzy ôm đầu bất lực vì không thể cất giọng ngay buổi quay show thực tế mới. Hòa Minzy, đây dường như là hình ảnh buồn bã hiếm hoi mà khán giả được nhìn thấy từ Hòa Minzy. Đúng rồi, vì bình thường nếu mà mình gặp chuyện như thế thì thường khán giả sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Bởi vì là như câu nói mà Hòa đã nói trong chương trình á, là Hòa thường có một cái suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ, đó chính là khán giả thì họ sẽ nhìn vào cái kết quả thôi, còn sẽ không bao giờ mà biết được, và cũng như là không bao giờ có cái trách nhiệm phải biết được cái quá trình mà mình làm việc như thế nào hết. Mọi người chỉ cần biết là MV này có hay hay không, hay là MV này như thế nào, chứ mọi người không cần biết là tôi tốn nhiều tiền vào MV này lắm, mọi người phải ủng hộ tôi đi không. Cho nên là những cái hình ảnh mà ví dụ như là mình bị ốm, mình bị bệnh, mình bị này bị kia, tất cả nếu không qua chương trình này hoặc không biết là ở trong chương trình thì mọi người có đưa những cái đấy vào không. Nhưng mà gọi là ở ngoài chương trình ý, thì thường ví dụ như Tuyền ốm, Tuyền đau, Tuyền bệnh thì các nhãn hàng, các chương trình, ban tổ chức sẽ không bao giờ thông cảm cho mình hết. Mà phải gọi là ốm và rất là nhập viện luôn rồi thì may ra là mình mới xin được một cái rời cái lịch để làm việc. Cho nên là đây là một trong những hình ảnh mà các nghệ sĩ rất là hay gặp phải, nhưng mà Hoàng nghĩ ở trong chương trình này thì mới xuất hiện. Thì mọi người cũng đang có một cái muốn hỏi là khi mà nhắc đến các chương trình giải trí á, thì thường nó sẽ có một yếu tố nào đó để gây tranh cãi, để có thể kiểu bàn tán soi nổi chỗ này chỗ kia. Thì có vẻ như là Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân đang khá là hiền đúng không mọi người? Nói chung là mình để phẫn nộ ở đây là bởi vì mình nghĩ là chương trình này không có cần drama. Bởi vì chương trình này tất cả mọi thứ chúng ta sẽ đến với nhau bằng âm nhạc.
Đúng, và Hoạt tin điều đấy. Dù nhá, kết thúc 10 tập của chương trình mà trên YouTube vẫn chưa có tập nào lên trending. Mình nói là như thế. Ví dụ thì mọi người, cái âm nhạc ở trong các tập nó sẽ đi theo thời gian. Và đúng, sẽ có cái lúc thời gian mà mọi người sẽ quay trở lại để nghe, lắng nghe nó. Giống như một cái bài hát 10 năm trước đến tận 10 năm sau nó mới nổi tiếng chẳng hạn. Thì cái này là cái mà mình muốn hướng tới, là chương trình của mình á, là không drama. Không cần drama và và không có drama để mọi người xem đâu. Nên là nếu mà ai thực sự yêu âm nhạc cũng như là cần tới âm nhạc để mà relax, để mà sưởi ấm trái tim của mình á, thì hãy đến với cái này. Tên của chương trình đã thấy một cái sự tích cực rồi. Xuân hạ thu đông và lại xuân. Mà bọn mình cũng toàn những người tích cực ý. Mình cũng tích cực. Nào. Okay. Vâng, câu hỏi tiếp theo dành cho Hứa Kim Tuyền. Là nhạc sĩ của khá như là bài hit, thì vài giờ trở thành giám đốc âm nhạc cho show này, thì bản thân của Tuyền không biết là có tự đặt ra cho mình thử thách làm sao để cho show trở nên khác biệt so với những chương trình khác hay không? Chạm vào tay đã nào. Thật ra về cái sự khác biệt thì tính chất show này nó cũng đã khác biệt rồi. Tại vì hầu hết các show truyền hình hiện tại nó đều là show hài hoặc là show truyền hình thực tế về thi cử, thi hát á, chứ cũng không có show truyền hình nào mà để các là nơi để các ca sĩ đến và chỉ đơn giản là họ hát đúng với lại cái tính chất chuyên môn và nghề nghiệp của họ thôi. Cho nên cái việc của mình chỉ đơn giản là mình làm như thế nào để mà cho cái phần âm nhạc của show này nó hay nhất, nó thực tế nhất, nó sinh động nhất và nó dễ chịu nhất. Tại vì tinh thần của show này là một cái show để mọi người nghe, mọi người cảm thấy được xoa dịu và được dễ chịu á. Thì mình nghĩ là cũng như mà Minzy nói, thì cái show này nó sẽ là một cái show đi đường dài, tức là có thể nó sẽ không phải là hot ầm ầm theo kiểu là lên top trending rồi có những câu nói gây bão, những cái meme hay là những cái drama xung quanh, mà nó chỉ đơn giản là những bài hát, mà những bài hát lại là những thứ có sức sống lâu nhất. Còn cái trend hay là những cái drama thì mọi người biết nó là mọi người cũng quên nó thôi, cái bài hát mới là tất nhiên là nếu mà chương trình đạt hiệu ứng tốt ấy, thì không ai không mong là sẽ lên trending cả. Nhưng mà nếu không lên á, thì thật ra là ekip của chương trình á, thì Hoàng nghĩ là mọi người sẽ luôn mong cái điều đấy, là luôn mong tập này tập nọ sẽ lên trending này kia. Nhưng mà bởi vì bọn mình cũng rất thường hay tâm sự với các anh chị trong ekip, nên bọn mình có hiểu được là mọi người cũng rất là mong mỏi, và bản thân bọn mình cũng mong mỏi thôi, vì bọn mình biết là trending thì không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó để giúp cho là quý vị khán giả gọi là nhìn thấy nhanh hơn, cũng như là gần hơn với các cái tập của chương trình của mình. Nên là vẫn mong là rất là mọi người ủng hộ để có thể giúp nó lên được trending. Còn nếu nó không lên được thì mong là mọi người cứ từ từ và lắng nghe cái âm nhạc mà bọn mình mang tới. Ok, vậy thì đó chính là phần Q&A. Thì bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ chơi một cái thử thách nhỏ nhỏ nha mọi người. Nhỏ không? Nhỏ xíu. Mời mọi người coi, khi coi trailer thì có khá nhiều khách mời xuất hiện như là chị Quyên Linh, chị Phạm Quỳnh Anh, chị Văn Mai Hương và chị Lily. Thì hãy chọn random 1 đến 2 bản hit của từng người và cover. Ồ, hay à nha. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Ok. Mà anh Tú nè. Anh Mai Hương. Bởi vì là khi yêu, anh yêu em yêu hơn chính bản thân anh, nên đôi khi anh quên mất anh cũng biết buồn, quên mất anh cũng biết đau, cứ thế khiến vết thương đôi con tim anh càng thêm sâu. Lily. Lily mà Hứa Kim Tuyền. Em ơi, ngày mưa đã mang những vui buồn kia, bao năm về vây khốn, ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau, buồn ơi đến mau. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ về những dự án sắp tới của mọi người cho khán giả đang xem được không ạ? Ok, mặc dù là phát livestream vào giờ này nên rất là tiếc, bởi vì fan của Hòa thì ở lứa tuổi mà vẫn còn đang đi học, nên là mọi người có lẽ thì vẫn còn đang ở trong lớp. Xíu nữa khi mà livestream kết thúc và mọi người đi học về thì mọi người nhớ xem lại và lắng nghe những chia sẻ của Hòa nhé. Năm 2020 thì Hòa rất là cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Hòa, ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của Hòa và giúp cho Hòa có những cái đề cử âm nhạc ở các giải thưởng. Và mong là 2021 thì Hòa sẽ làm được nhiều hơn nữa để mọi người có thể tự hào hơn về Hòa, và hãy đón xem những tập tiếp theo của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân.
Còn anh Tú và Hứa Kim Tuyền thì sao ạ? Anh Tú thì chúc tất cả mọi người sẽ có một cái năm mới thật là an khang và cũng theo dõi Xuân Hạ Thu Đông của Tuyền, Tú và Hòa nhiều nha mọi người nha. Dự án, những dự án năm mới thì chắc là sẽ làm cùng với cả Lily nha. Một cái dự án nào đó, bí mật thế thôi, đơn giản như vậy thôi. À, trong cái show này có một cái bài hát mới của Lily viết cho Ly với anh Tú. Nó giống như là có thể thay ca khúc Cơn Mưa tình yêu trong các đám cưới ấy. Hay lắm ấy. Thế hả? Anh cảm ơn. Ok. Còn Tuyền thì là hy vọng trong năm 2021 sẽ hoàn thành được album Colors, album viết về những cái chủ đề về đời sống xã hội mà Tuyền vẫn đang làm dang dở. Ngoài ra thì một số không hát đâu. Một số dự án của một số dự án, nhất là những album sản xuất cho Amy hay sản xuất cho Bảo Anh hay cho những bạn talent mới. Những cái màu vàng rất là thú vị, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã đến với chương trình Hot là Hot ngày hôm nay, và em chúc cho mọi người lúc nào cũng sẽ được tràn đầy hạnh phúc và luôn được khán giả yêu thương yêu quý. Và rất là cảm ơn mọi người đã xem livestream ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.